Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Á cho nổ tung Đà Nẵng Phủ Chủ tịch ở Hà Nội dung chuyển Đã nhiều tháng qua, người dân Việt Nam đặt câu hỏi Tại sao tổng số lượng 70.000 kit xét nghiệm và sinh phẩm phòng chống dịch đã mua của Việt Á Còn cao hơn giá ở Hải Dương Tổng giá trị lên đến 275 tỷ đồng Mà nơi đây, đây vẫn không có động tĩnh gì cả Có người nói chắc là Đà Nẵng tai qua nạn khỏi có người thì lại nói rằng trước khi bão đến thì bão rất yên lặng. Không biết ai nói đúng, nhưng giờ đây có vẻ như ý kiến thứ hai gần với thực tế hơn. Sau nhiều tháng im hơi lặng tiếng thì ngày 20 tháng 6, ông Vũ Xuân Viên, thiếu tướng Giám đốc công an thành phố Đà Nẵng đã lên tiếng đã đã phát hiện dấu hiệu sai phạm liên quan đến đại án Việt Á ở Đà Nẵng. Đây là hình ảnh Việt Á đã lan đến thành phố Đà Nẵng. Ông Vũ Xuân Viên nói rằng qua điều tra bước đầu việc mua sinh phẩm xét nghiệm ở Đà Nẵng thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tổng số lượng kit xét nghiệm sinh phẩm phòng chống dịch trị giá 275 tỷ đồng mà cơ quan chức năng ở Đà Nẵng đã mua thì phần liên quan đến Việt Á là 248 tỷ đồng. Liên quan đại án Việt Á tại Đà Nẵng đã có đến 4 đoàn cùng tham gia kiểm tra giả soát gồm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kiểm toán Nhà nước, Công an thành phố Đà Nẵng và Thanh tra thành phố Đà Nẵng. Có thể nói CDC Đà Nẵng như đang lọt vào trận đồ thập diện mai phục. Không thể nào thoát với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra, bổ vây trùng trùng điệp điệp như vậy. Thực ra công an thành phố Đà Nẵng không muốn khui ra vụ kết xét nghiệm ở thành phố này nên họ đã trần chừ mãi chưa làm. Khi ông Tô Lâm nhận lệnh từ Nguyễn Phú Trọng mới ép công an thành phố Đà Nẵng vào cuộc. Được biết Quảng Nam và Đà Nẵng là hai địa phương được gọi là sân nhà của Nguyễn Xuân Phúc. Cũng có nguồn tin cho biết bà Trần Thị Nguyệt Thu đã yêu cầu thành phố Đà Nẵng tiêu thụ bộ kích xét nghiệm giảm của công ty Việt Á một lượng lớn cho bà. Nếu đây là sự thật thì có thể nói vụ kích xét nghiệm giảm này của Việt Á đang bùng nổ tại Đà Nẵng và sẽ làm dung chuyển phủ chủ tịch ở Hà Nội, nơi mà Nguyễn Xuân Phúc đang ở và làm việc tại đó. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc. Theo thông tin được biết, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Kiểm toán nhà nước, Công an thành phố Đà Nẵng và thành Kiểm thanh tra thành phố Đà Nẵng đang được lệnh phải moi cho bằng được hành động lợi dụng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn hoặc tham nhũng, soi thật kỹ quy trình đấu thầu để phát hiện dấu hiệu sai phạm nhằm tiến tới khởi tố. Ông Vũ Xuân Viên nói việc này sẽ liên quan đến rất nhiều người vì cả một quy trình để lập hồ sơ, thẩm định, duyệt giá vân vân và liên quan đến sinh mạng chính trị của rất nhiều cán bộ cấp cao thanh tra thành phố Đà Nẵng đã thực hiện thanh tra trung tâm kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng từ ngày 28 tháng 12 nhưng sau đó không có phát hiện chấn động nào cả. Trước đó ngày 20 tháng 12, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng có báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân thành phố về việc mua sắm sinh phẩm xét nghiệm phát hiện COVID-19 liên quan đến công ty Việt Á nhưng báo cáo này lại được chấp nhận mặc dù nó là bảng báo cáo giả dối tại thời điểm tháng 5 năm 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố có đề xuất mua sắm 70.000 bộ test sinh phẩm xét nghiệm Lane Pover của Việt Á với đơn giá dự toán là 509.000 đồng mỗi bộ test. Đây là hình ảnh phu nhân ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Trần Thị Nguyệt Thu. Từ ngày 2 tháng 7 năm 2021, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thành Long, Bộ Y tế đã cập nhật giá bán công khai sinh phẩm này là 470.000 đồng một bộ test cho đơn hàng dưới 500.000 thét. 367.000 đồng trên một bộ thét với đơn hàng từ 500.000 cho dưới 1 triệu bộ thét. Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng, Sở Y tế đã phối hợp với các cơ quan có liên quan, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ba gói thầu với tổng số lượng mua sắm là 200.000 bộ thét, đơn giá là 367.500 đồng một bộ. Giá mua cái thét cao ngất ngưỡng, không biết số tiền này sẽ chui vào túi ai. Đây là câu hỏi mà người dân đang đặt ra. Cũng rất cần một công an làm rõ vấn đề này. Có thể nói nếu phanh phui đến cùng vụ việc Á ở Đà Nẵng thì sẽ không chỉ liên quan đến những quan chức thành phố mà còn liên quan đến gia đình ông chủ tịch nước. Đây là vấn đề rất lớn, rất nhạy cảm. Liệu ông Nguyễn Phú Trọng có dám khui đến cùng hay không? Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Võ Văn Minh quy phục Phan Văn Mãi ôm hết hồ sơ của bà Phương Hằng Dần mãi hai tay Vụ bà Phương Hằng là một trò chơi giữa Võ Văn Minh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Và Phan Văn Mãi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Khi gặp việc Ông Phan Văn Mãi đã tỏ ra nhanh tay hơn Võ Văn Minh Chính hành động đón lóng Bà Nguyễn Phương Hằng Về nhà để tóm gọn của công an thành phố Hồ Chí Minh Đã làm cho Võ Văn Minh mất mặt Suốt một năm Bà Nguyễn Phương Hằng phát live stream Tại Bình Dương mà ông Võ Văn Minh lại không dám làm gì hành động của Phan Văn Mãi làm cho Võ Văn Minh giật mình xem xét lại. Thì ra là ông ta đã đi sau Phan Văn Mãi. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Minh. Việc cho công an Bình Dương khởi tố rồi bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng sau đó một tháng là hành động vội vã rất thiếu sáng suốt. Ông Võ Văn Minh muốn giành lấy vụ án bà Phương Hằng để mà về phía ông để khỏi mang tiếng là một lãnh đạo tỉnh bất lực. Tuy nhiên hành động của Võ Văn Minh là quá muộn, không giành được quyền ưu tiên điều tra và xét xử bà Phương Hằng vì bà Hằng đang nằm trong tay ông Phan Văn Mãi. Hai địa phương đang tranh giành nhau truy tố cùng một tội trên một đối tượng. Như tờ Thể báo chấm đã từng đưa tin là hết sức vi hiến. Sự bất chấp hiến pháp giành quyền xử bà Phương Hằng có thấy bên nào cũng không muốn phía mình đi sau đối thủ. Đây là sự ganh đua hơn nhau vì năng lực lãnh đạo là một phần để giành chiếc ghế ở Trung ương nên không ai chịu ai cả. Và cuối cùng ông Võ Văn Minh đành chịu thua và quy phục hoàn toàn ông Phan Văn Mãi. Đây hình ảnh ông Võ Văn Minh hai tay dâng hồ sơ cho Phan Văn Mãi. Sau nhiều tháng cố giành quyền điều tra xét xử bà Nguyễn Phương Hằng thì tới ngày 18 tháng 6 năm 2022, công an tỉnh Bình Dương đã mang hồ sơ điều tra của bà Nguyễn Phương Hằng dâng cho công an thành phố Hồ Chí Minh. Việc giành giật nhau như thế này là vi hiến đã được phản ánh từ nhiều tháng trước, nhưng tại sao nay thì phía Bình Dương mới chịu giao hồ sơ này? Là do mệnh lệnh của lãnh đạo, ông Võ Văn Minh chưa bao giờ bàn giao thì công an Bình Dương làm sao có thể làm trái được? Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận hồ sơ liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng do cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương khởi tố trước đó để nhập vào vụ án mà công an thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét điều tra. Xem như bao nhiêu tháng qua tỉnh Bình Dương xuất ngân sách theo đuổi vụ án, giờ lại phải giao hết cho phía ông Phan Văn Mãi. Thật là tốn công vô ích. Háo danh làm gì để rồi chẳng được gì, không biết ông Võ Văn Minh có hiểu ra điều này hay không. Qua gần 3 tháng điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã thụ lý tổng cộng đơn của 7 người tố cáo. Bà Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, sống tại thành phố Hồ Chí Minh, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, trụ sở chính tại tỉnh Bình Dương. Công an tỉnh Bình Dương đã thu thập 53 buổi phát hình trực tiếp của bà Hằng. Công an tỉnh Bình Dương cũng đã buộc tội bà Hằng theo điều 331 của Bộ luật hình sự rằng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân như vậy ông võ văn minh đã ôm hồ sơ về bà phương hằng hai tay dâng lên chồng phan văn mãi võ văn minh chấp nhận thua cuộc tên hình ảnh bà nguyễn phương hằng sẽ do công an thành phố hồ chí minh xử lý chơi với quan chức của đảng cộng sản việt nam thì như chơi với hổ dữ vậy vợ chồng huỳnh uy dũng nguyễn phương hằng đều có mối quen biết riêng với phan văn mãi và võ văn minh tuy nhiên quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam họ luôn nghĩ họ là vua và giới doanh nhân phải phục vụ họ vô điều kiện. Chính vì thế mà các doanh nhân bắt tay làm ăn với quan chức luôn phải nhịn nhục. Đôi khi phải chịu nhục trước quyền lực để đổi lấy điều kiện kinh doanh. Đấy chính là mẫu số chung của mối quan hệ quyền và tiền. Doanh nhân nào chịu nhục giỏi thì không sao, còn ai mà khả năng chịu nhục có giới hạn thì thế nào cũng được tức nước vỡ bờ. Và bà Nguyễn Phương Hằng là một dạng người như vậy. Tuy phụ nữ nhưng bà ăn ngay nói thẳng không kiêng nể bất kỳ ai Bà biết đụng tới phân vân mãi là có họa nhưng vẫn tố và bà đã gặp họa Rồi dù có mối quan hệ rất tốt đẹp với giản lãnh đạo tỉnh Bình Dương Nhưng cuối cùng thì Võ Văn Minh cũng cho truy tố bà Đấy là bài học cho các doanh nhân Chơi với quản chức là chơi với cọp với bèo chứ không phải chơi với người lành Sẽ có ngày mang họa vào thân